Dạ Khánh Nguyễn xin kính chào ông bà cô bác ạ. Dạ lời nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Thì bây giờ sáng giờ ở nhà là cũng làm rau rồi sinh hoạt rồi cũng tương đối ổn hết rồi ông bà cô bác ơi. Bây giờ là hiện giờ cũng 12 giờ rưỡi rồi, 12 giờ rưỡi nhà mới bắt đầu ăn cơm đây. Thì vợ Khánh với Trang là cũng dọn cơm lên xong hết rồi. Giờ là lên cả nhà dùng cơm đây ông bà cô bác. Nãy là ưu tiên cho mấy bé nhỏ dùng trước. Giờ là người lớn mới được dùng, đây 12 giờ rưỡi mới ăn cơm. Rồi bây giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình lại để gửi đến bà cô bác xem nha. Đây bữa nay là được ăn cơm ngon luôn bà cô bác ơi. Bữa nay là cơm rau, rau luộc với gà kho sả. Hả? Ba đâu rồi? Nãy giờ ba có ăn cơm trước không? Chắc đói bụng quá ba ăn trước không? Hả? Ba nãy ba đi chưa ăn luôn hả? Giờ là cả nhà Khánh là mời bà cô bác là dùng cơm nha. Dùng cơm trưa đến nhà luôn, bữa nay cơm là hết sảy luôn. Giờ là chuẩn bị lên ăn cơm luôn nè em ơi. Rồi. Dạ mẹ em cất đi con. Trang đâu rồi? Mấy đứa là ăn cơm đi. Ăn cơm nè. Đói bụng quá trời rồi. Trời ơi. Thôi mẹ ăn cơm xíu con đi ngủ đi, hai đứa giùm mẹ cái hai. Hai đứa đi con. Rồi đợi đợi Trang cũng ăn đây luôn mà phải không bạn? Ăn đây luôn, ăn đi. À, giờ ba đâu em? Bà cô bác dùng cơm. Rồi, bà ba đâu? Con đưa giùm mẹ đi. Ờ đưa hai em. Giờ mày dùng trước đi chứ giờ đợi tới đợi lui nữa ở nhà rồi. Ba em nhà mà đang người nghe. Nào nấy ăn. Nó đang nghe. Ăn người nào ăn trước ăn đi chứ đợi trễ. Đợi nó lâu lắm nó bụng chết. Là nãy giờ Phong cũng đang có cái cô điện thoại hỏi thuốc đó không bà cô bác. Trang đang ăn luôn rồi Trang ơi. Trang chắc là ý sữa cho bé hả? Đây rồi. Nhỏ hay gì? Kệ nó đi, lát nó ăn sao rồi. Rồi. Trời ơi, giờ giờ này em đi ngủ mà con. Dạ, cũng mập thôi con. Giờ chắc Khánh cũng xin phép là đặt cái máy quay xuống để qua ăn cơm cùng ở nhà luôn nha bà cô bác ơi. Cô đó ở Mỹ Tho hả? Là nào mà cấp cứu dữ dằn thì cho chứ còn người nào mà còn được hơn. Vậy nó điện thoại cũng nói cấp cứu rồi. Giờ bây giờ nói bà con thực sự thì nhất thì người nào cũng nhất nên bây giờ thấy cái khả năng bây giờ giúp được tới đâu giúp thôi mà cô bác ơi chứ giờ cũng hết khả năng rồi. Chứ Phong ở nhà mẹ cũng làm cắt ngò gai rồi rau này đâu. Ngũ chảo thuốc cứu gì cũng xin của hàng xóm không mà chứ cũng ở nhà mình đâu có đâu nên mình vậy cũng đâu có chủ động được. Ba Phong với mẹ Phong á nói để bớt giao á, giờ ba mẹ Phong đi kiếm, giờ nhâm cho ông bà cô bác mà giống như mà khó khăn nhưng mà nhất dữ á thì cho, chứ chỗ Phong á làm không có lấy tiền. Với hôm bữa giờ cô bác cũng thương á thì nên cũng có nhà cũng có muốn dính ra chút ít để giúp cho bà con khó khăn á, tại vì mẹ Phong bị nhất thì nó cũng thật biết sự là rồi. biết biết nó nhất ghê lắm. Nó nhất mà khóc luôn á, chứ nhất chịu không nổi khóc luôn á. Thôi không biết mời ông bà cô bác dùng cơm nha. Anh có để dạ, cái ông mít ở bà dưới đó đó. Bà cô bác ăn cơm đi. Ừ. Rồi cả nhà ăn cơm đi, giờ Khánh đặt máy quay để qua ăn chung luôn bà ông cô bác cô ơi. bác Mạnh Thường Quân cũng cho tiền hoài nè, trước cái tiền đó nha mình lấy mình giúp cho cô bác khác cũng được. Quan trọng là mình kiếm có thuốc hay không á chứ. Chịu khó đi kiếm có. Ở đây mình hết rồi mình đi kiếm chỗ xa hơn. Ý là giờ đi kiếm chỗ xa hơn á. Mình lấy cái tiền đó mình đi giúp. Giờ Khánh ba Khánh ăn luôn bà cô bác ơi, đói bụng quá rồi. 100.000 ký phải mua chứ lúc trước mình bán ở đây có 10.000 ký rồi con, lâu rồi. Chứ nhà Phong là bán nghệ luôn á, bán nguyên cái trồng cả công đất luôn á. Có 10.000 ký. Bán có 10.000 à. Không có chỗ mua luôn. 40.000 ký kia không? Không có chỗ đi bán luôn. Rồi hai hiếm mà. Đây ăn hai cục luôn. Đói bụng quá trời rất là đói mà run người luôn. 12 giờ mấy rồi còn nữa. Giờ mới nói giờ nghệ 500.000 chứ không phải mua. Về chợ 40.000 á. Thôi giờ Khánh mời bà cô bác đi dùng cơm nha. Ok. Ăn chén này của hai đứa nhỏ khó ăn quá. Ừ, chén hả? Ừ. Cái ông bà cô bác lưu ý á là cái tô thuốc này nhà Phong chỉ á chứ không có phân phối hay là không có mà bán buôn gì, nhầm khi có chỗ khác người ta mượn giống như mà mượn cái công thức với cái bào chế mà cái mượn tên của Phong á mà bán á mà lấy tiền cái đó nhầm khi người ta ngâm không có đúng chất lượng người ta bán được chuột lợi á. Đây là không có bán gì hết á, nhà tự làm gì đó.
chị hướng dẫn cho bà cô bác biết rồi nha. Mà những người ta bán mà mình cái nguồn cái nguyên liệu cái người đúng nó hôn nữa mà ta nói là độ có thằng bằng đó thì ta bán là ví dụ đúng mà anh bà còn, chết luôn còn cái giấc nữa. Cho mượn cái tên với mình đăng là mình nói đó, có tin tưởng á, mấy chỗ người ta làm á, làm cái ta bán á. Mở mua làm á. Thôi bữa nào mà nhà Phong mà giúp được cô bác nào á thì thật sự là mừng lắm, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng nó thoải mái được phần nào á. Mình giúp được cô bác nào uống hết bệnh là nghe cũng mừng lắm, nghe nó khỏe ghê. Cô Út bữa xuống nhà Phong á, có xin mẹ Phong chai, có điện thoại nói nay cũng khỏe nhiều à. Mới uống này phải uống mấy có mấy ngày mà nay thấy khỏe nhiều á. Mà cái này uống trong vòng 3-4 ngày là biết kết quả liền không? Hợp hay không là 3-4 ngày biết không? Biết là chịu thuốc á mà. Không chịu á. Trang này không bị nè, nó sau khi nó uống thấy nó chắc nó uống chắc chừng 4 lần gì. Hỏi sao rồi, nó nói hết rồi mẹ, hết đầu. Nó vậy là chịu á. Nhà Phong làm thuốc nè, chỉ ông bà cô bác không có lấy tiền, nhưng mà chỉ là ở đây giúp ông bà chia sẻ rồi hết bệnh thôi. Nhưng mà mấy chỗ người ta bán thuốc người ta quảng cáo lùm lum la đó thì không có chắc chắn đâu. Không hết đâu, quảng cáo rồi, những quảng cáo hay cũng không hết rồi. Đau mà muốn khóc luôn. Trời, mẹ có bị gì mẹ biết. Nhanh dữ vậy. Đau hoàng hoại luôn á. Đã rồi chưa, hết chén Phong quốc hai chén rồi. Chén là chén thứ ba luôn hả? Không nhớ, là nãy ăn mấy chén không nhớ luôn. Nhà anh ăn nhanh. Nè, bây giờ Phong với anh Khánh ăn xong rồi xuống đi thăm cái hoàn cảnh cô chú ngồi xe lăn nữa. Đi xuống anh Diễn. Bữa giờ nhầm khi ông bà bác nói Phong quay nhà không đi quay từ thiện, không giúp bà con. Thật sự là lúc mà vợ Phong sanh không á, đó hôm nay thì nó lu bu đủ thứ. Nhà bận rộn lắm, đi không đi được nữa. Phong nhà lo nhà được là mừng rồi mà cô bác ơi. Bây giờ anh lúc nào đi lúc đó, bây giờ dịch bệnh cũng căng thẳng quá. Đưa cho em ngủ đi con. Chứ anh đi trên Sài Gòn mà đi mới có qua thăm bà ngoại có chút xíu mà ông bà nhắn nói cẩn thận mà quá trời. Cái này làm từ thiện khó lắm, tại vì đợt ngoài miền Trung á rồi cũng lùm xùm đồ này nọ, nên giờ bên chính quyền người ta ra mấy cái lực vậy. Mềm á. Mày phát ăn mày nữa. Vô con ngủ luôn đi con. Đấy. Vô ngủ luôn đi. Đi đâu? Gà đang sánh kho hả? Cái kho hả? Ngon hả? Thì kho hơi nạt đó rồi. Được chứ? Không, được ăn nữa. Mặn quá, không ngon. Mày có thêm gì không? Mặn quá, nó chậm mắt. Mày có thêm thêm không? Có thêm thêm không? Xin chỉnh lại. Nãy lúc mà anh đi anh đổ vô thêm nước mắm nữa. Thêm gì em thấy nó mặn chát thôi. Thiệt em hãy chỉnh lại đó. Thêm đường chứ mà ngọt hả? Ừ, thêm đường. Tại thấy nạt quá đổ thêm nước mắm rồi xong bỏ đi. Thêm gì em nói ủa hồi nãy em làm được rồi mà sao giờ vô thấy nạt. Thì ra là tưởng đâu ra thêm ngon ra mặn quá. Gặp bé ba mẹ thôi nè. Nãy em mua chỗ đơn nguyên khác mà sao bán rẻ hơn bên kia nhiều mà. Hả? Chỗ cũ mua 130 được, còn chỗ này có 90 à. Mà giống y hệt luôn. Đúng rồi đâu. Đúng rồi. Hai chỗ luôn thôi. Hai chỗ mà, hai chỗ sát bên mà. Vậy hai chỗ đầu sát tiên bên á. Nhưng mà đi vô chỗ đầu tiên hay là chỗ cuối? Chỗ hôm nay mua chỗ cuối. Chỗ cuối hả? Ủa chỗ đầu sao vậy? Vậy là này mua chỗ bà đầu phải không? Chỗ đầu. Chỗ đầu này nó ế lắm nè mà sao nó bán rẻ còn cái chỗ. Đúng rồi, ế mới bán rẻ, bán đại cho hết. Cái chỗ mà mình mua nhiều đó là chỗ đó đắt lắm đó, thì chắc là hai dầm dầm, mẹ chú đó là tính ra hai dầm dầm là chú đó đỡ được 80 ngàn.
Thôi Tí ơi, hai dầm danh rồi con chậm đi con. 108 à, 108 rồi con, tới 200 mấy rồi. Xíu ha, bới cho mẹ xíu thôi, ăn ngán ngủ nhiều rồi đó, xíu thôi nha. Cục ơi, đừng làm nhiều ơi, bớt lại. Thường thường mẹ ăn hai chén là dữ lắm rồi đó. Mỗi ngày ăn không ngon. Thôi nãy anh ăn vậy là nhiều lắm rồi đó. Thường ngày ăn ngon, bữa nay ăn ngon. Nay chị Tư lúc cơm lạc lạc ăn ngon. Nhiều quá. Tới. Cái đầu vô là vậy là cái đó chỗ đó nó ế. Mưa chỗ này đắt quá nó lên giá, chắc bự lên giá đó. Mặn chắc, anh ăn không nổi luôn. Ba ngồi kìa. Ba ngồi. Nhà ba hỏi mặn hả con? Sai ba bỏ. Thường Phong ăn có 3 chén, bữa nay ăn luôn 4 chén rồi. Khỏe 4 chén rồi. 5 chén rồi. Thầy Phong ăn nãy giờ đếm bao nhiêu chén không nhớ nữa, ăn đại rồi. Quen rồi. Ngon quá. Chàng ăn cải ngọt rồi, đừng ăn nó muốn nha. Dạ, con nãy giờ ăn cải ngọt. Con muốn non kẹo nha. Nãy ông nội hái vô. Tí con làm gì con? Gà giờ cứ ăn từ từ, không mốt tới Tết hết gà luôn. Ăn lại, đổ ăn. Hôm về chăn nuôi mà ăn lúa hết mấy bao gà ăn ghê. Hồi nãy con luộc hai đũa rau mà con thấy ớn lạnh quá. Đứa còn ha, còn như vậy chị. Hết rồi, hết rồi, tém hết rồi. Tém hết rồi. Im cho em ngủ con. Im cho em ngủ, ngủ. Con đi ngủ đi. Em ngủ đi. Đi ngủ đi. Con đi ngủ đi. Đi ngủ rồi. Chiều đi chợ mua gì? Chiều chợ mua nấm tiếp. Rồi. Ngủ. Nó vậy chứ. Nè, mời cho mẹ nè. Mẹ thích ăn mời. Cho mẹ thêm cục nữa. Mẹ cho ăn cục nữa nè. Nhàn cục nữa nè. Thôi, thôi đưa lại. Ăn mày thôi mà thôi, con ăn đi, mẹ không ăn nữa đâu, nhiều rồi. Ăn gừng cổ. Cổ gà. Thêm một cục này nè. Thêm trúng mánh nè. Sổ mũi luôn. Làm như vậy giờ đâu có đi xuống với mấy cái thần ruột hả? Ừ, cái gì ruột không? Làm nãy không có nhổ cho cãi cho cô chú nè. Khổ ngại. Ngại lo chạy về liền. Nãy cô có cô Nguyệt không ạ? Có con trẻ, nhìn trẻ chứ. Có nhiều tuổi anh ba? 52 hay nhiêu mấy. Ủa nó mai mốt khi nào hết bệnh. Biết nhà giờ mai mốt trước. Mua đồ nấu nướng ăn nặng cho ba mày nhậu đi. Với ông xã. Có đó là ông xã hả mẹ? Ờ. Về nãy anh Tơ nhìn sao? Thật chú hiền ghê luôn á. Đi không nói nghe. Con chở ổng chở chú mà chú chú ngồi sao chú xanh mặt. Con cứ ngắt. Còn hên từ tình nhân nữa, chở ổng ngắt. Bé nó chạy xe nhanh lắm. Gặp cái xe không có đồ để chân nữa. Bên kia nó bị chuối vô chứ không phải. Chuối vô chứ ôm mày làm gì. Không có đồ để chân á. Ôm Phong nghe mùi hôi không chết luôn. Mới đi bắt cải bắt gò vậy. Chạy thọt thọt đủ mồ hôi rồi. Đường đồng nha. Mấy con nhỏ chạy nhanh ghê. Nó chạy quẹt cái kiến rồi. Hồi nãy giờ ăn mà quên quay lại cái tay, nãy giờ chưa rửa tay luôn. Ghê quá. Lo đói bụng quá, ăn cơm chưa rửa tay luôn. Ba hỏi con nấu xong rồi con chặt dừa không? Ba hỏi con nấu xong cho con. Mấy con nấu xong rồi. Nói qua bàn trước. Chén giờ ba nấu ăn làm chén nữa. Em ăn nữa rồi, anh bới cho. Thôi, đủ rồi. Thôi, thôi, xong rồi. Qua hớp rồi. Em làm cái cánh con gà. Này, cái đầu của con gà nè. Thôi, ăn đầu đi. Sáng giờ làm quá trời mà không có chưa đăng video luôn.
Bây giờ ngủ mà. Rồi đó đi, ngủ con. Dạ, ngủ rồi, chiều ba chở đi nhổ răng nha. Dạ, ngủ răng hả? Ừ, răng được sạch nè. Thôi chào anh chị em nha, xong rồi. Dạ. Mẹ đi trước đi. Rồi, qua lâu thịt mà thấy mềm luôn chị hả? Thôi chị tự. Đâu rồi, lâu lâu rồi. Chị tư mà nói chị hai. 30 phút quá. Thôi vậy ông nội biết ăn được, không có tính ông nội ăn nữa. Nãy quên này bỏ, nãy bỏ nước dừa vô con ngon. Để phụ. Ông ngồi xuống hỏi là con, giờ mấy dừa này sao xử lý thì sao đây? Nãy chặt hết chưa? Không còn chắc. Chặt uống rồi. Chặt hết hả chị? Ừ, chặt hết. Hôm qua chưa ảnh chặt á, mình cũng quên. Ngày làm ăn ngon, mình làm ăn không ngon. Mình nấu vô, nấu quay lên cái tốn thời gian mà lại nghe cái hơi á. Đúng rồi, nghe cái hơi là không ngon. Chén mèo không ăn, thịt bóng không còn hộp nữa. Rồi Phong Nguyễn nãy giờ cũng dùng cơm với gia đình, với anh Khánh, với chị Tư, với mẹ cũng xong hết rồi. Bây giờ thôi để cho anh Khánh dùng cơm sau rồi chào cô bác sau nha. Phong Nguyễn chào bà cô bác nha. Đưa gục mít qua đây. Hôm qua thích là ngồi đây này cho nó đẹp, anh ngồi là lơ dơ quá vậy. Đứng lên nữa con mày nhả nhăn à. Ăn xong rồi. Ăn đi, ăn hết rồi, ăn xong rồi. Cái ngọt này ngon ghê luôn em ơi. Không hết hả? Dạ, dạ chào ông bà ông bác. Dạ chào ông bà cô bác đi. Gì xong hết rồi? Xong luôn rồi. Còn có mấy con rau không ấy hết đi. Để cho nhân á, để cho anh còn cơm. Bé đang, bé đang chơi bà con. Giờ còn có mình Khánh không bà cô bác ơi? Để cho em uống sữa. Rồi nãy giờ Khánh với gia đình cũng ăn nãy giờ cũng xong rồi bà cô bác ơi. Bữa nay là ở nhà là được ăn bữa cơm ngon luôn. Giờ bây giờ cũng không biết nói gì hơn là Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn. Dạ kính chúc bà cô bác là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Dạ giờ Khánh xin kính chào luôn.